Chào mọi người! Chắc hẳn các bạn đã nghe tin rồi đúng không? Một viên ngọc ẩn đang chờ đón bạn ở Giang Tô, Trung Quốc đấy. Nằm ở miền đông Trung Quốc, gần các thành phố như Ninh Ba và Tô Châu, vườn quốc gia Giang Tô là điểm đến không thể bỏ qua. Công viên này là một thiên đường rộng lớn, tự hào với hệ sinh thái đa dạng. Bạn sẽ bị mê hoặc bởi khung cảnh hùng vĩ, từ những khu rừng xanh tươi và những ngọn đồi thoải thoải đến những hồ nước êm đềm và những dòng sông uốn lượn. Đây là mái nhà của nhiều loài động thực vật quý hiếm, một số loài chỉ có ở nơi này. Bạn yêu thích đi bộ đường dài, bạn sẽ tìm thấy vô số con đường mòn lý tưởng để khám phá những kỳ quan của thiên nhiên. Những người đam mê nhiếp ảnh sẽ tìm thấy khung cảnh hoàn hảo cho những bức ảnh tuyệt đẹp. Và những người yêu động vật hoang dã có thể tham gia các tour du lịch để tìm hiểu về hệ sinh thái phong phú của công viên. Đừng bỏ lỡ những di tích văn hóa và lịch sử nằm rải rác khắp công viên, mang đến cho bạn hương vị của truyền thống địa phương. Thời gian đẹp nhất để ghé thăm: mùa xuân và mùa thu khi thời tiết mát mẻ và phong cảnh ngoạn mục. Vì vậy, hãy chuẩn bị hành lý, tôn trọng môi trường và sẵn sàng đắm mình vào vẻ đẹp tự nhiên và sự phong phú văn hóa của vườn quốc gia Giang Tô. Đó là một cuộc phiêu lưu mà bạn sẽ không bao giờ quên.